Hello các bạn, chào mừng các bạn Mira đã quay trở lại với kênh của mình. Lại là mình Thu Anh Tarot Reader tại Magic Shop, cửa tiệm chữa lành tâm hồn. Mình ở đây để trải những trải bài chung hoặc cùng bạn trò chuyện về tâm linh, vũ trụ, bản đồ sao và tâm lý học. Các bạn có thể đặt lịch xem Tarot trải bài cá nhân với mình, hoặc học Tarot 1:1, hoặc đặt lịch xem lá số chiêm tinh cá nhân với mình qua trang Facebook chiêm tinh cổ học hoặc là Instagram. Các bạn có thể tìm thấy link ở phần mô tả ngay phía dưới video này. Rồi, và video này sẽ tiếp tục series về dự đoán tháng 3. Và hôm nay sẽ là phần thứ 2 của cái series này, dự đoán tình hình học tập, công việc và tài chính của tháng 3. Nói chung thì cuối mỗi tháng mình sẽ làm series dự đoán tháng sau, và luôn luôn có 3 phần nhá. Đầu tiên là tình cảm này, ai đang đến với bạn, video này mình đã làm rồi nhá. Tiếp theo là dự đoán tài chính, công việc, học tập của tháng 3, chính là video ngày hôm nay. Và chắc là sang tuần sau sẽ là dự đoán vấn đề sức khỏe và tình hình tâm sinh lý của các bạn trong tháng 3. Rồi, với trải bài này mình sử dụng hai bộ bài. Đấy là bộ Lenormand Mộng Mơ và Tarot Halloween. Lâu lắm rồi không dùng bộ này. Và để chọn tụ thì mình cho các bạn chọn chuyện nhé. Sách đi. Chuyện tranh. Tụ số 1 là chuyện lớp học ám sát tập cuối cùng. Mình đã mua đủ bộ chuyện này. Đấy, không biết ở đây có bạn nào mua chuyện này giống mình không. Chuyện thứ 2, tụ thứ 2 là chuyện XXXHolic của tác giả Clem, tập số 17. Rồi, bộ này cũng rất là hay, mặc dù đọc hơi khó hiểu. Và tụ số 3 là chuyện thợ săn, được chưa? Tập số 32. Đây là một trong những chuyện mà mình gọi là kinh điển của mình, đối với mình nhá. Mình đọc từ những năm cấp 1 và đến bây giờ đọc đi đọc lại vẫn thấy nó rất là hay. Chuyện này thì vẫn chưa ra hết. Từ những năm cấp 1 là những năm mình chắc 9-10 tuổi. Bây giờ mình 27. Ok, gần 20 năm mà chuyện vẫn chưa ra hết. Rồi, thì cách chọn tụ như sau. Các bạn nhắm mắt vào, hít 3 hơi thật sâu. Trong quá trình hít thở không nghĩ bậy bạ, không nghĩ linh tinh, để cho đầu óc trống rỗng. Sau đó mở mắt ra, chọn lấy cho mình một tụ mà các bạn cảm thấy bị thu hút nhất. Các bạn có thể chọn từ 2 tụ trở lên, thậm chí là cả 3 tụ. Và một cái cách chọn tụ thứ hai đấy là các bạn tua video cho mình. Chúng tụ nào thì tua lại từ đầu để nghe cái tụ đấy. Mình có để phần timestamp ở ngay trong video rồi nhá. Ngay trong video rồi nên các bạn chỉ cần gọi là di chuột một chút thôi. Hoặc là trong phần mô tả mình cũng có ghi timestamp, đánh số, đánh số phút, số giây, thì các bạn có thể vào đấy nhá. Rồi, nhắc lại tụ 1, tụ 2 và tụ 3 cho câu hỏi dự đoán tình hình công việc, học tập, tài chính tháng 3. Sau khi các bạn chọn tụ xong, mình xin phép được vào tụ 1 nhá. Hello các bạn tụ 1, các bạn là những người chọn chuyện lớp học ám sát tập số 21 và mình sẽ để chuyện của các bạn ở đây. Với trải bài này đầu tiên thì mình sẽ sử dụng bài Lenormand trước đi. Mình sẽ rút Lenormand trước cho các bạn nhé. Tình hình học tập, công việc và tài chính trong tháng 3 này nhá. Mặt trăng. Rồi, các bạn đầu tiên có là mặt trăng, có là thuyền, có là mặt trời, đã mặt trăng rồi còn mặt trời ha. Ấy chà. Gấu, và mình sẽ rút thêm nốt lá cuối và đàn ông. Người đàn ông. Thế này nhá. Tự dưng khi mà rút được ngay mặt trời ở ngay sau lá mặt trăng, cũng không phải là ngay sau nhưng mà cách một lá, thì khi mặt trăng với trời kết hợp với nhau, mình nghĩ ngay đến năng lượng âm dương kết hợp với nhau, nước với lửa, âm với dương, rồi nam tính và nữ tính. Thường là khi mà cái năng lượng, hai cái nguồn năng lượng này kết hợp á, thường là nói về cái kiểu là gì nhỉ, một cái năng lượng gì đấy nó như kiểu được thúc đẩy về phía trước. Và cái lá cuối cùng khẳng định cho mình được điều này. Người đàn ông đang cầm ống nhòm nhìn về phía trước. Ý của mình ở đây là trong vấn đề học tập và công việc của các bạn ấy, kể cả tài chính, kinh doanh của các bạn trong tháng này, các bạn sẽ cảm thấy được đẩy về phía trước. Các bạn sẽ cảm thấy mình có nhiều năng lượng hơn bất cứ lúc nào hết. Các bạn chăm chỉ hơn, nỗ lực hơn, tham vọng hơn, nhiều ý tưởng hơn. Và không chỉ đơn giản là lên ý tưởng và để yên đấy, mà là lên ý tưởng và hành động nhá. Trong tháng này có sự hành động, dĩ nhiên là vẫn có
tàu với cả gấu, tức là vẫn có chướng ngại vật ở đây, nhưng mà với cái ý chí mạnh mẽ của các bạn thì các bạn gần như là không gì có thể cản bước được các bạn trong tháng này. Thì cái năng lượng tarot mà mình cảm nhận được từ trải bài này, trước hết là mình thấy nó giống cái năng lượng của lá chariot á, cỗ xe bằng đá ấy, người cưỡi xe ngựa. Tức là cái năng lượng đấy là cái năng lượng mà một khi bạn đã có một cái kế hoạch gì đó thì bạn bất chấp tất cả để bạn hoàn thành. Về lâu về dài thì cái tính bất chấp đó nó cũng không được tốt cho lắm, đúng không? Bởi vì mình nói rồi, khi mà bạn quá chú tâm vào một cái mục tiêu nào đó, bạn sẽ đạt được mục tiêu đấy, nhưng đến cuối cùng bạn nhận ra bạn mất hết tất cả những thứ xung quanh. Còn ví dụ như là bạn muốn cái địa vị CEO của công ty và bạn chăm chỉ hết sức làm việc tối ngày để đạt được cái vị thế đó, và sau tầm khoảng vài năm bạn đạt được đúng như cái nguyện vọng của bạn, nhưng bù lại sức khỏe của bạn bị suy giảm, sức khỏe tinh thần cơ thể suy giảm đấy, rồi thì nếu mà chăm chỉ, không phải chăm chỉ mà là quá ám ảnh với công việc hoặc là ám ảnh với cái mục tiêu, thì có thể đến lúc cuối nhận ra là mất hết các mối quan hệ xung quanh, mất đi cái mối quan hệ với người yêu, bạn bè và gia đình. Đấy, vì bạn không dành đủ thời gian dành cho họ. Tuy nhiên á, trong một cái khoảng thời gian ngắn, ví dụ như tụ 1 và trong tháng này các bạn tập trung cho mục tiêu, thì điều đấy không phải là xấu. Tức là ở đây khi mà bạn tập trung cho mục tiêu và kiểu bạn quên hết mọi thứ xung quanh trong một thời gian quá dài vài năm á, thì mới đem lại cái hậu quả. Còn nếu bạn chỉ gọi là tăng tốc lên dây cót, đúng không? Lên dây cót trong một khoảng thời gian ngắn, ví dụ như tụ một là trong tháng này, thì không thành vấn đề. Có thể là trong tháng trước bạn đã nghỉ ngơi rồi, và tháng tư bạn lại chiêu chiêu, bạn làm hoàn thành xong những cái thứ cần làm trong tháng này, và tháng tư bạn chiêu chiêu thì không vấn đề gì. Tại ý mình ở đây là cái năng lượng của Chariot á, mà nó kéo dài trong thời gian ngắn thì tốt, mà nó kéo dài quá dài, cái gì quá cũng không tốt nhá. Thì mình cũng không có biết là các bạn tụ một tháng trước như thế nào và tháng sau cũng như thế nào, nhưng mà nếu mà cái năng lượng này chỉ kéo dài trong tháng này thì ok, rất là ổn. Đôi khi con người ta cần phải có cái động lực lớn như thế này để hoàn thành mục tiêu. Đấy, chưa hết biết như thế đã nhá. Cái năng lượng rất là kiểu đâm thẳng xuyên thủng á, và không gì có thể hãm được bước chân của bạn trong tháng này thì là như thế. Sẽ có chướng ngại vật, nhưng mà cái ý chí của các bạn nó mãnh liệt, nó mạnh mẽ hơn chướng ngại vật rất là nhiều. Mình sẽ rút thêm bài tarot. Rồi, bạn có hiệp sĩ. Này là hiệp sĩ kiếm. Năng lượng hiệp sĩ đâm thẳng xuyên thủng. Ok, nó vẫn chỉ là một cái lời khẳng định lại thôi. Rồi, đâm thẳng xuyên thủng 5 gậy. Rồi, sẽ vẫn có người phản đối hoặc là sẽ có người gọi là đến để cà khịa bạn. Ok, đồng ý. Dù sao thì cái tháng 3 này nó vẫn nằm trong cái giai đoạn Hỏa Tinh và La Hầu trùng tụ. Cái giai đoạn này kéo dài từ 22 tháng 2 cho đến 13 tháng 4 dương lịch cơ. Và toàn bộ tháng 3 nó nằm trọn trong cái giai đoạn này. Nên mình cũng không ngạc nhiên lắm nếu vẫn có người đến để cà khịa bạn. 3 gậy. Và là cuối cùng, 5 kiếm. Rồi, chắc vậy là đủ rồi. Nói chung là không có nhiều thứ để nói đâu, bởi vì mình vốn đã nói cái năng lượng của bài tarot nó bị lặp lại, nó với năng lượng của bài Lenormand, mà nó chỉ thêm thắt một số thông điệp thôi nhá. Tức là thế này, thứ nhất đấy là cái dự định của bạn, cái thứ mà bạn phải làm trong tháng này á, là bạn đã lên kế hoạch từ rất lâu rồi. Mình nhìn được cái điều này thông qua 3 gậy, được chưa? Bạn đã muốn thực hiện nó từ tương đối lâu rồi, nhưng mà có thể là trước đó chưa có được thôi thúc, chưa có động lực để làm nhá, chưa có động lực để làm, hoặc là đơn giản là trong tháng này bạn phải nộp một cái gì đấy, nhưng mà bạn phải nộp deadline, hoàn thành deadline, nhưng mà mấy tháng trước bạn lười, thì bây giờ tháng này bạn bị sếp thúc ép, và thế là bạn chăm như một con chó. Từ khóa chính xác của các bạn tụ một đấy,
làm việc như trâu như chó, chăm như một con chó. Nha, nhưng mà không phải là vì mình chăm và không vui, mình thấy chăm và thích, chăm và tận hưởng. Kiểu ôi lâu lắm rồi mình mới làm việc chăm chỉ như thế này, nỗ lực như thế này, lâu lắm rồi mình mới năng suất như thế này, sướng quá ha ha. Ừ, tốt, ok, không vấn đề gì. Nếu mà nó chỉ kéo dài trong thời gian ngắn, không vấn đề gì. Thì thêm một số thông điệp nữa, đấy là có cả năm gậy lẫn năm kiếm, thì sẽ có người, vẫn có người tìm cách cản đường bạn, được chưa? Cản trở bạn cái quá trình bạn thực hiện mục tiêu. Ừ. Nhưng mà sẽ không thắng được cái năng lượng của bạn đâu. Nghĩa là ồ, sẽ có người, nói chung có thể nó sẽ khiến cho bạn confused, khó chịu một chút, thì bạn sẽ kiểu là ôi công việc thì đã bận rộn như thế mà vẫn có người thích cà khịa mình, tại sao mọi người vô lý thế, mọi người không nhìn thấy mình chăm chỉ à, bà bà bà. Thì mình cũng chẳng ngạc nhiên lắm. Mình nói rồi, bởi vì đây là giai đoạn La Hầu kế đô, à nhầm, La Hầu và Hỏa Tinh trùng tụ. Nhưng mà cũng biết đâu rồi đấy, chính nhờ cái sự trùng tụ đó mà mới gây, không gây nên à, mới tạo ra được cái thôi thúc, cái động lực lớn với bạn như thế. Bởi vì bạn phải hiểu nhá, chúng ta nói một chút nhỏ về chiêm tinh thôi. Đấy, Hỏa Tinh là lửa, Hỏa Tinh là lửa, hỏa là lửa, ok đơn giản. Còn La Hầu là cái vụ nổ, nổ bùm. La Hầu đặt vào đâu thì cái năng lượng của các hành tinh nó được nổ bùm ra, bùm, lửa nổ bùm. Đó, đó là như thế, một vụ nổ lửa bùm. Thì đó chính là cái hình ảnh biểu tượng mà khi mà La Hầu với Hỏa Tinh trùng tụ mang lại cái năng lượng như thế. Thì cái bùm nổ này nó ở khía cạnh nào, tùy vào khía cạnh nó tốt. Nhưng mà trong chuyện tình cảm hay các mối quan hệ mà như thế này thì không ổn rồi. Sẽ có cãi nhau to, sẽ có mâu thuẫn, xung đột lớn, gay gắt. Còn ví dụ bùm trong phần sự nghiệp đi, thì tức là sự nghiệp bạn thăng hoa, sự nghiệp bạn được tự nhiên một phát lên mây, tốt chứ sao. Nói chung là tùy từng người mà cái năng lượng này nó sẽ đem lại những cái ảnh hưởng tốt xấu khác nhau. Và cái lời khuyên nhỏ dành cho bạn ạ, đấy là dù gì đi nữa nhá, thì cái năng lượng của bạn trong tháng này về vấn đề học tập, công việc, kiếm tiền, tài chính, nó là năng lượng của hiệp sĩ. Mà trong bốn lá đầu người, chúng ta có cậu bé, hiệp sĩ, nữ hoàng và vua. Tức là hiệp sĩ nó chỉ đứng hàng thứ hai thôi. Thế cái năng lượng của hiệp sĩ á, nhìn chung là năng lượng trẻ trâu. Chính xác là trẻ trâu. Thế thì có thể á, trong tháng này, trên cái hành trình đạt được, hoàn thành deadline của bản thân, bạn sẽ gây tổn thương cho người khác. Có thể sẽ gây tổn thương cho người khác. Ok, đồng ý là mọi người cà khịa bạn trước, nhưng mà cái việc bạn đối đáp với họ nó quá gay gắt. Và sau khi mà bạn hoàn hết cái deadline, bạn bình tâm nghĩ lại thì bạn sẽ nhận ra là ừ thì đúng là họ quá đáng với mình thật, nhưng mà mình gay gắt quá, mình chửi bới họ kinh khủng quá. Nhá, cẩn thận, chú ý cái vấn đề này cho mình. Nhá. Cái này nó không chỉ xảy ra trong vấn đề giao tiếp hàng ngày, mà có thể qua email, tin nhắn, viết lách nhá. Đó. Vì bạn phải hiểu cái năng lượng của bạn trong tháng này là đi và đi rất nhanh. Và đôi khi bạn sẽ ngáng, ngáng là gọi là sao, đè bẹp tất cả những gì cản đường bạn. Đôi khi người ta chỉ vô ý thôi nhá, người ta không có ý ngáng đường bạn đâu. Người ta chỉ vô ý đi nhầm vào làn đường của bạn thôi, nhưng bạn đè bẹp họ. Cẩn thận cho mình cái điều đấy thôi, được chưa nào? Rồi thì đấy là trải bài của các bạn tụ một nhá. Rồi thông điệp thì chắc là mình sẽ dừng cái thông điệp tại đây. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và lắng nghe. Chúc các bạn có một buổi tối vui vẻ. Bye bye. Xin chào các bạn tụ hai. Các bạn là những người chọn chuyện XXXHolic tập số 17. Mình sẽ để chuyện của các bạn ở đây, đồ vật chọn tụ ở đây. Với trải bài này, đầu tiên mình sẽ rút cho các bạn bài Lenormand 5 lá, nói về chuyện công việc, dự đoán công việc, học tập, tài chính trong tháng 3. Rồi, học tập, công việc, tài chính của các bạn trong tháng 3. Có có thứ mới, có thứ mới, mới tốt hay mới xấu để xem. Chó. Có quý nhân, chìa khóa. Rồi, một cái mới mang tính bước ngoặt, hoa li li. Có vẻ tích cực. Lựa chọn, ok.
Trước hết là mình thấy trong tháng này sẽ có cơ hội công việc hoặc là học tập mới. Ok, và cái cơ hội học tập công việc này nó có thể khiến cho cuộc sống của bạn thay đổi mang tính bước ngoặt. Thì cơ hội học tập tức là có thể là có học bổng hoặc là có một cơ hội để mình chuyển lớp, chuyển trường. Hoặc là cơ hội, nói chung là mỗi bạn sẽ có một cái tình huống khác nhau nhá. Mà mình sẽ không thể cụ thể được tình huống của từng bạn, mình sẽ miêu tả được cái năng lượng thôi. Đấy, thế thì trong học tập cũng tương, à trong công việc tương tự như thế, bạn sẽ có cơ hội công việc mới. Mà cái cơ hội này á, sẽ là do người khác đem đến, chứ không phải là bạn tự tìm ra. Cái này là do quý nhân đem đến. Và đây là một cái cơ hội tốt cho sự phát triển của bản thân bạn, nó giúp bạn ra khỏi vùng an toàn. Nhưng tuy nhiên á, tại sao lại vẫn có cái lá mê cung lựa chọn ở đây? Bởi vì á, nó là cơ hội, bạn nhận hay không lại là chuyện khác. Đôi khi cơ hội đến và lúc đấy ta đang quá u mê, ta không nhận thì coi như ta vượt mất cơ hội, đấy là chuyện bình thường. Đấy là chuyện bình thường nhá. Ví dụ như là cơ hội du học đến, ta có thể đi du học ngay trong tháng này. Xong ta bảo, ui sợ thế, đi ngay trong tháng này á, chưa chuẩn bị tinh thần thôi, chả đi đâu. Ok, ta vụt mất cơ hội và cơ hội lần sau nó sẽ đến trong khoảng 10 năm nữa. Và thế là trong suốt 10 năm đấy ta hối hận vì tại sao tháng này ta không chớp lấy cơ hội đấy, ta ra khỏi vùng an toàn. Nhá. Đấy thì mình chỉ nói trước như vậy, đây là một cái cơ hội mà nó mang lại những cái thay đổi khá là lớn. Bởi vì thay đổi lớn nên ta sợ. Ai chẳng sợ thay đổi. Đấy. Nên là ta nắm được nó hay không, bạn nắm được nó hay không, lại là chuyện khác. Mình thì mình thấy là nên nắm. Bởi vì thay đổi tuy là nó sẽ mệt thời gian đầu, nó khổ sở một chút thời gian đầu để ta tập cách thích nghi về cái sự thay đổi. Nhưng về lâu về dài thì nó tốt cho sự phát triển của bản thân. Và nếu bạn muốn trở thành một cái người trưởng thành chín chắn, một người có năng lực, thì bạn nên thay đổi. Nhưng không phải theo kiểu thay đổi như kiểu thay người yêu liên tục nhá. Cái này nó lại khác. Đấy. Rút thêm 4 lá bài tarot để xem thêm cái thông điệp gì cho các bạn trong tháng này về học tập, tài chính, công việc. Bạn có 7 kiếm. Bạn có lover rồi. Bạn có vẫn là đứng giữa ngã ba đường, người treo rồi. Và bạn có 6 gậy. Rồi, mình cũng không hiểu tại sao nhưng mà cả tụ 1, tụ 2 đều có một cái đặc điểm chung, đấy là có người đâm lén sau lưng hoặc là có người nói xấu sau lưng. Mà lý do vì sao mà họ nói xấu hay là họ đâm lén bạn á, có thể xuất phát từ cái việc bạn nhận được cái cơ hội này, tức là họ ghen ăn tức ở với bạn thôi. Nhưng mà ấy, đừng có vì việc à, mình nhận được cái cơ hội này, sếp muốn đề bạt mình làm cái dự án này ABCIZ, nhưng mà vì đồng nghiệp ghen ăn tức ở với mình sợ quá, thế là mình đếch nhận nữa. Thế thì lại dại nhá. Thế thì lại dại. Nhưng mà như mình nói rồi, cái đến phút cuối cùng người lựa chọn vẫn là bạn. Mặc dù mình thì mình theo quan điểm của mình thì mình vẫn thích được, đấy là cá nhân mình thôi, mình không thích sự ổn định cho lắm, mà mình thích đổi mới. Và vì mình biết đổi mới thì mới thay đổi được con người và mới phát triển được bản thân. Đấy là tính cách của mình. Nhưng với tính cách của bạn, có thể bạn không có nhu cầu sân si bon chen, bạn chỉ muốn sống một cuộc sống bình bình cho đến cuối đời, thì đấy là tùy bạn nhé. Miễn là bạn vui, không vấn đề gì. Đấy. Thì trong cái trải bài tarot thì nó lại xuất hiện một cái lá lover, nói về cái việc là ngã ba đường, tức là bạn lại phải đau đầu đứng giữa việc là có nên làm hay không, có nên thay đổi hay không. Và mình cảm thấy cái thay đổi này á, thật ra ấy, không phải là đang yên đang lành mà bạn được nhận cái offer đấy đâu, mà bạn được nhận cái cơ hội đấy đâu, mà nó đến từ việc là cái quá trình của bạn đã làm, bạn đã thực hiện khá là tốt rồi. Ví dụ như là apply học bổng du học nhá, thì bạn đã từng apply rồi, chứ không phải là đang yên đang lành một cái học bổng nó rơi vào đầu bạn mà mặc dù trước đó bạn kiểu lười biếng, bạn vô lo vô nghĩ, không phải như thế, mà là đây là một cái thành tựu, gọi là thành tựu cũng không hẳn,
Cứ cho là thành tựu, một cái thành tựu nhỏ mà vũ trụ gửi tặng bạn cho những cái nỗ lực trước đây của bạn. Tuy nhiên nếu mà bạn không nhận thì thôi, có như vũ trụ bảo thôi quà của tao mày không nhận thì tùy. Bởi vì cái quà này của vũ trụ nó không phải là quà bình thường, mà là nhận vào thì phải có trách nhiệm, đúng không? Cơ hội mới đồng nghĩa với việc thách thức mới và trải nghiệm mới đấy, chứ không phải là, chứ không, món quà của vũ trụ không đơn thuần là mở ra và hưởng thụ, mà là mở ra có hưởng thụ nhưng cũng có khó khăn. Và chưa gì cái khó khăn đầu tiên đấy là có người ghen ăn tức ở rồi nhá. Không phải khó khăn, nhưng một cái thông điệp tiếp theo, một cái thông điệp nữa thôi đến từ người treo. Cái cơ hội mới này của bạn à, một có thể một trong những lý do mà bạn hơi sợ hãi nó, một là bạn chưa từng thực hiện cái điều này bao giờ đấy. Ví dụ như là cơ hội được trở thành lãnh đạo hay cơ hội được đi ra nước ngoài làm việc, bạn chưa từng ở trong cái tình huống đó bao giờ nên bạn khá là sợ hãi. Và một là chưa ở trong tình huống đấy bao giờ, và hai là nó, cái tình huống đấy nó hơi có xu hướng cô lập bạn với những người xung quanh. Tức là ví dụ như là bạn được ra nước ngoài đúng không, tức là bạn bị cô lập với gia đình và với người thân đấy. Tức là cho nó thế nào nhỉ, theo quan điểm của chiêm tinh ngày xưa ấy, cái việc là bạn phải ra nước ngoài ấy để đi du học hay là để đi không phải du lịch, đi du học thôi nhá, hay để làm việc á, nó không phải là điều tốt. Nó không phải là điều tốt, mà chẳng qua là cái quan điểm của xã hội bây giờ, được đi du học đồng nghĩa với việc bạn giàu có, bạn được hưởng thụ chân trời mới, đúng không? Nhưng mà theo quan điểm chiêm tinh ngày xưa thì khi mà bạn ra nước ngoài thì bạn đi hành hương hoặc bạn bị lưu đày. Vì sao? Vì bạn bị xa gia đình, xa người thân, xa quê hương của bạn. Nhá. Chứ không phải là bây giờ mình nghĩ là đi du học là sướng. Thật ra bây giờ đi du học nó vẫn không sướng, chẳng qua là vì xã hội phát triển thì bây giờ đi du học, kể cả đi du học bạn vẫn, nếu bạn có điều kiện bạn vẫn có thể bay bay về về gặp gia đình, bạn vẫn có thể trò chuyện với gia đình thông qua các ứng dụng gọi điện, đúng không? Nhưng mà cái việc bạn ở xa họ là vẫn tồn tại, ở xa gia đình là vẫn tồn tại. Và bạn cứ hỏi 10 người hoặc là 10 100 người đi, đi du học hay đi làm việc ở nước ngoài đi, cuộc sống khó hơn hay là dễ dàng hơn khi ở Việt Nam? Dĩ nhiên là khó hơn rồi. Đấy. Nên là qua đây cũng nói luôn với tất cả những em nào mà đang có mong ước được đi du học và nghĩ rằng là cái việc được đi du học nó sướng lắm, thì các em có thể nghĩ lại. Chỉ bởi vì người khác đi du học và họ chụp ảnh đi chơi đây đi chơi đó, và các em nghĩ là cuộc sống đi du học chắc phải sung sướng lắm, đi nước ngoài được sung sướng lắm. Nhưng mà có ai chụp ảnh hay là đăng lên những cái bài viết là họ ở nước ngoài họ khổ như thế nào đâu. Thật ra thì trên mạng xã hội nó là như thế. Bạn có thể xây dựng lên một cái hình ảnh mà bạn muốn, và bạn giấu đi những cái hình ảnh mà bạn không muốn. Và cái hình ảnh trên mạng xã hội nó không phản ánh thật sự cái cuộc sống của bạn. Bạn phải hiểu điều này. Và bởi vì người ta đăng ảnh đi chơi, du lịch, ăn uống này, nó không có nghĩa người ta thật sự vui vẻ. Ok. Rồi. Đấy, cái thứ hai, một cái ví dụ thứ hai đấy, khi mà bạn được cất nhắc lên làm vị trí trưởng, lãnh đạo, thì thường là lãnh đạo có mấy lãnh đạo, một lãnh đạo duy nhất. Và điều đó khiến bạn bị cô lập với những người còn lại, bởi vì bây giờ tất cả là mọi người là ở dưới quyền bạn. Đúng không? Và có thể đó là một trong những lý do khiến cho bạn cân nhắc về cái cơ hội này. Nhận hay không nhận nhá. Nhận thì tốt cho sự phát triển bản thân, nhưng bạn có đủ dũng cảm để nhận hay không lại là chuyện khác. Nói chung là chưa gì đã có một đống vấn đề rồi. Một là bị tách biệt này. Đấy, một là cái trải nghiệm mới này. Hai là bị nói xấu, bị ghét. Nó, tại sao cái con bé đấy lại được lên làm trưởng nhóm dự án nhỉ? Nó vừa mới vào cơ mà, tại sao lương nó cao thế? Có vượt qua được những cái đấy hay không? Có đủ mạnh mẽ để vượt qua được hay không? Thì tất cả là tùy vào bạn nhé. Kể cả khi mình khuyên nó bạn phải mạnh mẽ, bạn phải thế này thế kia, nhưng mà tính cách của bạn nỗi mềm yếu quá, mong manh dễ vỡ quá, không làm được thì thôi, chịu biết làm sao được. Khi mà lại không liên quan lắm, nhưng mà khi mà bạn tìm hiểu nhiều hơn về chiêm tinh hoặc là về tâm lý học đi, thì các bạn sẽ biết là có một số người họ sinh ra với những cái bản phẩm chất như thế rồi mà muốn thay đổi cũng không thay đổi được. Có chăng là họ ý thức được thì họ gọi là sao, tìm cách kiểm soát thôi, chứ còn bản chất thì là vẫn vậy, chả giờ thay đổi được cả.
nhá. Thì đấy là cái trải bài của các bạn tụ 2. Mình sẽ dừng cái thông điệp tại đây. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và lắng nghe. Chúc các bạn có một buổi tối vui vẻ. Bye bye. Hello các bạn tụ 3, cũng là tụ cuối cùng của ngày hôm nay. Các bạn là những người chọn chuyện thợ săn tập số 32. Mình sẽ để chuyện của các bạn ở đây. Rồi với trải bài này, đầu tiên mình sẽ rút cho các bạn 5 lá bài Lenormand. Dự đoán tình hình học tập, công việc, tài chính của các bạn trong tháng này. Học tập, công việc, tài chính của các bạn trong tháng này. Các bạn có rắn. Không biết ở đây có bạn nào đã nghe tụ 1 và tụ 2 của mình chưa. Và mình có nói là cả hai tụ á, hai tụ 1 và tụ 2 đều có cái năng lượng là có người đâm lén sau lưng, có thị phi, có nói xấu. Tiếp tục tụ 3 lại như thế. Tụ 3 lại như thế nhá. Ba tụ y hệt nhau. Rồi. Tòa tháp. Sách. Tĩnh tâm, tĩnh tâm bạn nè. Và cáo. Rồi. Tài chính của tụ 3 mình thấy là tốt nhất trong 3 tụ. Tài chính thì tốt nhất. Nhưng mà các mối quan hệ, nhưng mà cái thị phi của các bạn thì lại là to nhất này. Nhá. Trước tiên về mặt tài chính thì ổn. Đấy, có thể là lương tháng của các bạn vốn cao hơn tụ 1, tụ 2. Hoặc là cái bạn là người tự kinh doanh và thế là bạn kiếm được nhiều tiền hơn họ, mình không biết. Nói chung vì bằng một cách nào đấy thì tài chính ổn. Nhưng mà mối quan hệ với những người làm cùng, học cùng, đồng nghiệp, cái này không chỉ là thị phi đâu, mà khi nó đứng trước mặt bạn, nó chửi bạn ấy. Thị phi trước mặt à? Gọi là sao nhỉ? Nói chung là cái kiểu nói xấu sau lưng nhưng mà cố tình để đến tai bạn á. Đấy. Mà mình chỉ biết là cái tình huống này nó yêu cầu một cái sự cực kỳ bình tĩnh, một cái sự cực kỳ tĩnh tâm, chứ không để cuốn theo chiều gió, cuốn theo cái tình huống nhá. Tức là nó sẽ là một cái thứ gì đấy nó rất là vô lý, nó rất là thiếu logic. Bạn cho họ, có nghĩa là có người đến họ muốn vay tiền bạn, vì dù sao thì tháng này bạn nhiều tiền hơn hai tụ kia. Và họ nghĩ là bạn nhiều tiền. Thế có thể bạn nhiều tiền thật, họ đến vay, nhưng mà bạn bảo là tao có một số việc phải tiêu, thế là đến tháng ngày này tao mới cho mày vay được. Bạn đấy là bạn còn chưa từ chối nhá. Thế mà chưa gì họ đã chửi bạn đi. Họ bảo ôi tao thèm vào cái đồng tiền của mày, tao nói thế để thử lòng mày thôi, mày nghĩ là mày to à. Nên có những cái trường hợp như thế sẽ xảy ra. Bạn không phải là bạn không cho họ vay hay là bạn nói điều gì xấu với họ, thật ra ấy, nói đúng ra thì mình không có nghĩa vụ cho ai vay tiền cả, đúng không? Kể cả trong công việc cũng thế, bạn không có nghĩa vụ cho ai chép bài cả, cũng không có nghĩa vụ giúp phần việc của ai cả. Làm là vì yêu quý, làm là vì tình người. Nhưng mà không biết điều. Và không phải là mình không cho, mà mình có thể là mình bảo chửi thơ sau tí, thế là nó đã chửi mình như vậy. Có nghĩa là bạn sẽ gặp những cái tình huống mà bạn phải, có thể bạn phải nghĩ trong đầu à, méo hiểu sao. Thì thường là khi bị như thế ta sẽ gắt, đúng không? Ta sẽ khó chịu và ta sẽ phản ứng lại, ta sẽ chửi bới là đó. Thì thật ra thì gắt thì mình cũng không có bảo là không nên gắt, mà phải ôn hòa hay là gì cả. Thì nói chung cũng nên nói cho họ biết là họ không nên nói vậy, hay là nói cho họ biết để họ biết được mình không phải là người hiền. Đấy. Biết được mình không phải là người dễ bắt nạt. Nhưng mà mình sẽ chỉ nói với bạn là bạn sẽ gặp những cái tình huống nó oái oăm hơn cả hai tụ kia, mặc dù tiền của bạn nhiều hơn, mà nó sẽ khiến cho bạn nghĩ trong đầu méo hiểu sao nhá. Đấy, trong vấn đề học tập và công việc, chú ý vấn đề con người cho mình. Bây giờ mình sẽ rút thêm 4 lá tarot để xem còn thông điệp nào không, còn gì có thể nói được dành cho tụ này không. Sáu ly. Ảo thuật gia rồi. The Empress rồi, lại về tiền. Nói chung là tiền trong tháng này rất là tốt. Hai tụ kia mình không nhìn thấy được nói nhiều về tiền.
Nhưng mà tụ này thì thấy nhiều. 5 xu, nhiều nhiều tiền nhưng cũng có thể cho đi nhiều. Ok. Rồi nhá. Có thể bản chất của các bạn là người như vậy thôi. Tức là bạn bản thân thì rất giỏi kiếm tiền, rất chăm chỉ để kiếm tiền. Nhưng mà mình thấy cái bản chất này nó không chỉ ở trong tháng này đâu, mà nó là cái tính, có thể tính cách rồi. Nhưng mà nếu được thì cũng sẵn lòng giúp đỡ người ta, cho người ta vay. Đấy, như mình nói là không vay thì cũng là làm bài hộ bạn này. Bản thân học giỏi nhưng mà cũng cho bạn chép bài này, chứ phải học giỏi nhưng mà giấu này. Rồi thì chăm chỉ làm việc và toàn là hoàn thành trước deadline, và sau đó làm hộ luôn người khác nếu người khác nhờ. Nói chung là bạn có thể trong cái năng lượng của bạn là 6 ly, tức là kiểu như là nếu giúp được thì sẽ giúp. Rất là tốt bụng. Và nói chung là tốt bụng. Nói chung là tốt bụng. Cũng không phải là cái người giúp để tính toán, để trục lợi, mà chỉ đơn giản có một cái mindset rất là healthy. Có thể cái mindset này bạn được thừa hưởng từ bố hoặc từ mẹ bạn. Nhưng mà thường những người có cái mindset như thế, nếu giúp được thì giúp á, là được sinh ra trong một gia đình thường là lành mạnh. Gia đình lành mạnh kiểu như là bạn nhận được cái tình yêu thương từ những người xung quanh. Bạn lớn lên trong một cái môi trường mà mọi người cũng sẵn lòng giúp đỡ bạn, và bạn được thừa hưởng cái điều đó. Thế bạn khi mà bạn ra ngoài xã hội, bạn cũng coi cái việc đó là dĩ nhiên, giúp được thì giúp. Nhưng mà xong rồi bạn mới nhận ra là không phải ai cũng trân trọng cái nỗ lực, cái lòng tốt đấy của bạn. Không phải ai cũng biết điều với lòng tốt đấy của bạn. Có những người rất là đành hanh, có những người rất là thiếu logic, như là cái trường hợp mình vừa nói. Bạn sẵn lòng giúp đỡ người ta đấy, nhưng mà chưa kịp giúp thì nó đã bộp như thế vào mặt bạn. Có điên không? Điên vãi. Thì mình cũng có giải thích trong tụ 1, tụ 2. Đấy là nguyên cả cái tháng 3 này là nằm trọn trong cái giai đoạn hỏa tinh và la hầu trùng tụ, từ 22 tháng 2 đến 13 tháng 4. Và riêng tháng 3 nó nằm trọn trong đấy. Mình đang nói dương lịch nhá, mình không dùng lịch âm. Nói chung mình thì mình không có nói với bạn là không nên giúp đỡ người ta nữa. Bảo thế thì cũng chẳng làm được, vì bản chất của bạn vốn là như vậy. Mình thấy năng lượng cự giải ở đây. Mình không có nói các bạn chắc chắn là cung cự giải, nhưng mà có thể trong lá số của các bạn sẽ trội một cái gì đấy của cự giải, hoặc là có nhiều hành tinh ở nhà số 4. Đó. Mình không có bảo bạn là không giúp nữa, vì vốn việc giúp đỡ này nó là bản chất của các bạn rồi. Nó cũng không hẳn xuất phát từ cái việc là giúp đỡ mọi người để được mọi người yêu quý đâu. Nó vốn là cái thế thôi, tôi giúp đỡ được thì tôi giúp. Tôi không nghĩ nhiều. Nhưng mà tôi không hiểu sao mà tôi toàn gặp những cái trường hợp quái thai. Có thể là có những người sẽ giúp đỡ lại bạn, nhưng mà cũng có những cái người lợi dụng lòng tốt của bạn nhá. Thì trong những cái trường hợp như này thì thôi, mình nếu là mình thì mình sẽ chỉ khuyên là thôi coi như chấp nhận thôi. Bởi vì sẽ có người trân trọng lòng tốt và có những người không trân trọng lòng tốt. Nhưng mà thôi, ta cứ nhìn vào mặt tích cực, có nghĩa là ta nhìn vào nửa cốc đầy nhá, không phải nhìn vào nửa cốc vơi, ta nhìn vào nửa cốc đầy. Và ta nghĩ đến những cái người mà sẽ trân trọng, ta đang cho đi lòng tốt để nhận được cái sự trân trọng đó nhá. Mặc dù cái tỷ lệ nhận được nó sẽ là 50-50, nhưng mà thôi ta cứ nhìn vào cái 50 đầy đó mà ta tiếp tục sống, mà ta tiếp tục mở lòng ra, mà ta tiếp tục tốt với mọi người. Đấy. Giống như kiểu ai cho tôi lương thiện à? Đúng không? Chí Phèo nói thế đúng không? Kiểu muốn làm người tốt nhưng không ai cho bạn làm người tốt ấy. Nhưng mà nhìn kỹ lại thì thật ra vẫn có người hiểu bạn, biết điều với bạn. Chẳng qua là đôi khi gặp những cái trường hợp nó hãm. Nó hãm như thế này thì khiến cho mình phải suy nghĩ lại một chút về cái lòng tốt của mình, về những gì mà mình đã làm từ trước đến nay. Đấy. Nhưng mà không nên để cho những cái con người này, những cái sự kiện này nó ảnh hưởng đến cái giá trị sống của bạn. Và mình nói rồi, chẳng qua là đang trong cái thời điểm la hầu với cả hỏa tinh nó trùng tụ thì nó mang lại một số cái năng lượng, nó hơi theo kiểu là như thế nhá. Đang yên đang lành mình bị như thế thì mình mới điên thôi. Thì mình mới cáu thôi, chứ rồi chờ hết 13 tháng 4 thì mọi chuyện nó lại xuôi xuôi ấy mà. Mọi người đến giúp đỡ bạn, bạn giúp thì họ
à, mọi người đến nhờ và bạn bạn giúp họ thì họ cảm ơn và lần sau họ trả ơn. Đấy, chỉ chẳng qua là trong cái thời điểm này vũ trụ nó bởi vũ trụ nó à vũ trụ gọi là gì nhỉ? Thử thách mình một chút thôi. Đó, để xem là tao biết là mày tốt bụng, tao biết là mày mang năng lượng cự giải, nhưng mà tao muốn, tao tò mò xem mày có gọi là sao, consistent, nghĩa là mày có nhất quán trong về cái lòng tốt của mày hay không, hay là mày cái lòng tốt của mày bị lên xuống thất thường. Đấy, rồi thì mày có đủ sự kiên trì nhẫn nại với những người, với những cái trường hợp mà tao gửi xuống hay không. Đấy, có thể thôi thì mình cứ coi như là những cái người mà đến và chửi vào mặt mình là sứ giả của vũ trụ đến để thử thách cái sự kiên định của mình. Đấy, ok chưa nào? Nhá, thì đấy là trải bài của các bạn tụ 3, khá là hay ho, một tụ khá là hay ho. Rồi. Rồi thì chắc là mình sẽ dừng cái trải bài này ở đây. Thông điệp thì cũng đã nói xong rồi. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và lắng nghe. Chúc các bạn có một buổi tối vui vẻ. Bye bye.